Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 18 cây sứ Thái ghép ha. Giá cây em bán hôm nay là từ 100 ngàn cho tới 600 ngàn một cây. Đơn hàng em đi là 200 ngàn trở lên mới gửi nha cả nhà. Hiện nay em gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện. Rồi mình có cây số 1 nè. Cây số 1 là ghép giống Magic. Magic màu đỏ. Màu đỏ cánh viền nha cả nhà. Cây Magic đang vô nụ. Cây này nếu mình đi xe Tô Châu hoặc mình tới tận vườn mình nhận hàng á thì về có hoa chơi liền luôn ha. Cây ghép 7 bo 100.000. Số 2 là Rasaphat, một giống hoa rất là rộ luôn, màu hồng có sọc. Rasaphat ghép 8 bo 130.000 vô chậu C10. Hoành củ chậu C10 của bên em là củ nó từ 54 cho tới 66 tùy theo củ nha. Tiếp số 3 là Hera, màu trắng cánh viền. Cây Hera 5 bo 140.000. Số 4 là Nguyệt Cát, nền trắng gân đỏ, giống này là có hương thơm đậm mùi luôn. Cái giống này đặc biệt của nó là lúc mà hoa rộ cả nhà, mà trưa nắng nha, có 10 giờ 11 giờ mình ra mình đi ngang nó nghe thơm ngát luôn á. Cây 13 bo nha, 130.000. Đây Nguyệt Cát. Tiếp số 5 là ghép 2 màu Long Thành và Kiều Mỹ. Cây 4 bo 130.000. 3 bo Long Thành, 1 bo Kiều Mỹ. Cây mình ra tựa dài nha, Kiều Mỹ cái tựa của nó nè. Tựa nó rất là sung, nó ra mập lắm á. Số 6 là màu tím than nha. Cây này là hàng VIP cũ to, cây 5 bo 300.000. Cây này về mình trồng trong chậu 6 hoặc 7 tấc. Đây mình nhìn nè, cái cây 300 và cái cây 130 nó đứng kế bên. Rồi em tiếp số 7. Số 7 là ghép Long Thành 3 lớp màu đỏ. Cây Long Thành này ghép 7 bo 130.000. Đây cái tàn cây Long Thành. Tàn này nhìn là rất là đẹp mắt luôn nha. Số 8, Anchacin 7 bo 140.000. Cái lô hàng này nói chung tựa nó đã ra dài rồi. Số 9 là một giống hoa chuyển màu là Đun Han. Nó mới nở ra thì nó màu vàng đậm, cánh viền hồng. Và nó nở tầm 3-4 ngày nó chuyển qua màu hồng nhiều hơn vàng nha cả nhà. Giống này thì nó chuyển màu. Cây mình ghép 7 bo 130.000. Tiếp số 10 là thần tài 5 cánh màu đỏ. Đây cái củ thần tài này nha, 5 cánh màu đỏ, ghép 5 bo 130.000. Tiếp 11 là Reti. Cây 4 bo, 3 bo Reti, màu vàng có hương thơm. Và có 1 bo là của Kiều Mỹ nha. Đây bo Kiều Mỹ. Cái giống Kiều Mỹ này nó rất là khỏe. Mình thấy cái bo nó ghép chung một lượt với người ta mà nó ra rất là mập luôn. Cây này 130.000. Số 12, ghép 3 giống Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Lip Green màu đỏ cánh viền và hồng ngọc cẩm thạch 3 lớp màu hồng, cây mình 10 bo 300.000. Số 13 là Kim Anh, nền 3 lớp nền vàng cam có sọc. Cái hoành củ này rất là to luôn cả nhà. Cây này vô chậu C11 nha. Cây này là em đánh giá lộn rồi, lỡ rồi bán luôn. Vô chậu C11 4 bo 150.000. Tiếp 14 là ghép giống Phương Lam 21. Giống hoa này thì 21 cánh ha, màu đỏ cánh viền. Hoa này rất là bắt mắt. Ghép 12, ghép 11 bo nha. 2, 4, 6, 11 bo. Cây này ghép 11 bo 220.000. Em quay cận lại cho mình xem cái dàn nụ của nó đang ra nè. Phương Lam 21 nha. Tiếp 15 là Hồng Bích. Đây, Hồng Bích đang vô nụ. Màu trắng cánh viền, xây hoa to. Cái giống này là hoa nó ra căng đẹp lắm ạ. Cây mình 4 bo 130.000. Số 16 là một cây củ hơi quái nè cả nhà. Củ nó chia ra làm hai khối này nha. Có cái bộ đế đẹp. Cây này ghép giống hỏa sơn màu đỏ nha.
ghép 8 bo 180 ngàn. Mình coi cái phần trên nó trước đi rồi em xuống phần đế cho mình xem. Đây cái phần tàn của nó này nha. Xuống đế 180 ngàn cho em này. Rồi hỏa sơn 180 ngàn. Tiếp 17. 17 là một cây sứ củ vàng. Cây đang nuôi trong chậu C10. Cái củ nó trong chậu C10 nó nổi lên nè. Củ này là nó cũng muốn chặt chậu C10 luôn nha cả nhà. Có hai nhánh này nếu mình quẩn mình chích zin nó ra được luôn ạ. Rồi cây này củ vàng nha, giá của nó là 600 ngàn, hoa 5 cánh màu đỏ. Em quay cận lại cho mình xem một lần nữa. Sứ củ vàng nha cả nhà. Cái củ này nuôi rất là lâu rồi, nó mới được cái củ vây lớn vậy đó. Tiếp 18. 18 là một em củ quái, giống này hương thơm đậm mùi luôn nha. Củ quái, cái củ này nhìn thấy ghét lắm ạ. Cái dáng nó nè. Ghép giống cam thảo, hương thơm đậm mùi luôn. Cây 4 bo 130 ngàn. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký ha. Và mình bấm vào chuông thông báo á, để mỗi khi em đăng cái video mới lên nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi ạ. Và cả nhà mình lưu ý giùm em, nếu mà mình đặt hàng á, mình có thể thì mình cứ gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại em để trên màn hình ha. Hoặc là mình chốt đơn qua tin nhắn thì mình để rõ mã số cây và để lại số điện thoại. Quan trọng nhất là mình để lại số điện thoại thì bên em mới liên hệ để mà chốt đơn cho mình được nha. Và khi mình đặt hàng thành công rồi, nếu mà mình có thắc mắc về cách chăm sóc cây thì cứ kết nối Zalo với bên em. Thì bên em sẽ hỗ trợ thêm cho mình về cách chăm sóc cây nha cả nhà. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.